Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Lâm thâu tóm quyền lực và không gian công cộng bị thu hẹp. Ngày 6 tháng 6, báo Tiếng Dân đăng bài, không gian công cộng của Việt Nam đang bị thu hẹp do dịch giả song phan chuyển ngữ từ bài đăng trên Asian Sentinel của tác giả David Brown. Bài viết mở đầu với tóm tắt, Bộ Công an ngày càng tăng quyền lực. Tác giả đề cập đến việc nhà báo Huy Đức đột nhiên biến mất. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Theo đó, giữa trưa ngày 1 tháng 6, ông Trương Huy Sang, tức nhà báo Huy Đức, 60 tuổi, rời khỏi nhà nhưng lại không đến buổi họp mặt cà phê thứ bảy như dự kiến. Nhiều người tin rằng ông đã bị cảnh sát mặc thường phục chặn bắt và bị biệt giam từ lúc đó. Tác giả cho rằng trong số những blogger nghiêm túc của Việt Nam, những người bình luận sâu sắc về các vấn đề quốc gia, không ai được nể phục hơn sang. Với 350.000 người theo dõi trên Facebook, nhưng những người ngưỡng mộ ông vẫn không nghĩ ra được lý do khiến ông bị giam giữ. Tác giả cho biết, Huy Đức là một phóng viên xuất sắc và đã bị thu hồi thẻ nhà báo cách đây hơn chục năm. Ông cũng là tác giả sách Bên thắng cuộc, một cuốn sách được xuất bản tại Mỹ. Ghi lại những năm hậu chiến khi chế độ Hà Nội vật vã để đưa người dân miền Nam buồn thảm vào nhà nước độc đảng. Tác giả nhận xét, có lẽ ngẫu nhiên, dạo gần đây bộ công an lại rất nổi tiếng Thứ trưởng Tô Lâm được chọn làm Tân Chủ tịch nước thay thế vị trí của một ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, được cho là do tướng Lâm dàn dựng. Và đây là hình Tân Chủ tịch nước Tô Lâm, người được xem là đang nắm giữ quyền lực tối cao trên thực tế. Trong khi đó, điều đặc biệt đáng lo ngại là có rất nhiều bằng chứng cho thấy ông Lâm đã sử dụng thời gian làm lãnh đạo ở Bộ Công an để biến nó thành một bộ máy trừng phạt đáng sợ đối với những người có hành vi sai trái. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu các quan chức càng ngày càng khó hơn để biết điều gì được phép làm và điều gì không, điều chắc chắn duy nhất là bộ công an có hồ sơ đen về mình. Tác giả cũng cho hay, các nhà quan sát theo sát tình hình Việt Nam đã ghi nhận xu hướng an ninh hóa rõ rệt trong 13 năm, Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhìn lại năm 2015 được coi là một bước ngoặt, đó là năm mà Nguyễn Phú Trọng toàn thắng trước cựu thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Từ đó Trọng tự do thực hiện tầm nhìn của riêng mình về một nước Việt Nam nơi mà sự tiến bộ phụ thuộc vào việc thanh lọc những quan chức không tuân thủ chặt chẽ học thuyết Marx-Lenin và đạo đức xã hội chủ nghĩa. Từ năm 2024, rõ ràng tầm nhìn của Trọng đã trao cho Bộ Công an đóng một vai trò rất lớn trong công việc nội bộ của Đảng. Và đây là hình nhà báo Huy Đức bị công an đưa đi. Tác giả dẫn nhận định của Đinh Thế Vinh, một nhà báo độc lập viết trên tạp chí Luật Khoa lưu ý rằng trong nhiệm kỳ 8 năm làm bộ trưởng của Tô Lâm, nhiều lớp nhân viên cấp trung của Bộ Công an đã bị loại bỏ, đồng thời số lượng nhân viên cấp cơ sở đã tăng gấp đôi 1 triệu rưỡi người. Tác giả cũng dẫn nhà báo Bill Hayton, cộng tác viên chương trình châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức tư vấn Chatham House ở London, nhận xét trong một bản tóm tắt ngày 9 tháng 5 rằng một đặc điểm nổi bật của tình trạng hỗn loạn gần đây trong nội bộ đảng, đặc biệt là chiến dịch chống tham nhũng, là những rạn nứt bên trong ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tác giả tiếp tục dẫn bài bình luận của ông Nguyễn Khắc Giang công bố hồi tháng 5 năm 2023 nhấn mạnh rằng Bộ Công an thường được coi là cơ quan thực thi chiến dịch chống tham nhũng đã được trao quyền hành rất lớn. Cuộc cải tổ lực lượng cảnh sát năm 2018 nhằm củng cố nền tảng cảnh sát đã dẫn đến sự tập trung quyền lực cao hơn vào tay Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, ngân sách Bộ Công an đã tăng lên điều đặn Tác giả đề cập đến bình luận của Huy Đức về những vấn đề này qua hai bài đăng trên tài khoản Facebook của ông ngay trước khi bị bắt, được nhiều người nêu ra như là lý do có thể khiến ông bị bắt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Lâm thâu tóm quyền lực và không gian công cộng bị thu hẹp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Huệ Như, nữ hoàng đánh BOT bẩn, kêu cứu, cứu SOS. Ngày 5 tháng 6, Thời báo d đã đăng tải nội dung trên với nguồn tin từ cô Huệ Như. Cụ thể cô cho biết như sau. Để công khai cho phía an ninh khỏi phải truy tìm liên tục tới những người vô tội quen biết tôi, tôi khẳng định rõ ràng sau lần bắt cóc tôi ở Hà Nội về vào ngày 13 tháng 5, Do không đủ bằng chứng buộc tội, các anh thả tôi về, cấm tôi lên tiếng. Do tôi không chịu im lặng, các anh đã có ý định bắt tôi một lần nữa. Và đây là hình nữ hoàng đánh beauty bẩn, Huệ Như. Trong ngày 31 tháng 5, khi tôi đang ăn trưa ở nhà bạn tôi trên xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, thì một xe ô tô con màu trắng và hai người đi xe máy phục sẵn gần nhà bạn tôi. Mọi người trong làng đã phát hiện điều bất thường, nên tôi quyết định nhảy cửa sổ tầng 2 vượt đường phía sau thoát hiểm, để ô tô và đồ dùng cá nhân ở lại, trầy xước hết chân tay. Do thấy về nhà tôi ở địa bàn Thái Bình không an toàn, nên tôi đã sang chơi nhà một người em bên Nam Định. Không hiểu sao, phía an ninh đã tìm được nơi tôi ở và bao vây. Lúc đó may mắn trời tự dưng kéo mây tối ôm, rồi mưa rất lớn, sấm sét nổ vang, nên tôi phải mạo hiểm vượt mấy nhà, nhảy sang qua mấy nhà hàng xóm trốn thoát. Các video tôi đã có đầy đủ, Hiện tôi thấy không an toàn nên tôi không dám liên lạc với ai về chỗ tôi tạm trú. Khi nào an ổn tôi sẽ về. Hôm nay, một trong số những người bị an ninh cho rằng biết tôi đang ở đâu đã bị triệu tập lần hai, lần một là tạm giữ ba ngày. Là một người bạn có lương tri nên khi bị ép làm nội gián, bạn ấy đã rất hoảng loạn. Tuyên bố sẽ quyên sinh nếu bị ép đến đường cùng, do bạn ấy cũng không biết nhiều hơn về việc của tôi. Và đây là hình một nữ hoàng đánh BOT bẩn khác, Facebooker Phương Ngô. Hiện nay, tôi đang giữ kỷ lục Việt Nam là người phụ nữ bị bắt cóc nhiều lần nhất, tức 3 lần. Hai lần bởi công an Thái Bình và một lần bởi công an Sóc Sơn, Hà Nội. Thế là rõ, các anh hãy dừng tay, đừng giết người vô tội. Rất mong cộng đồng mạng lên tiếng giúp tôi. Một nữ hoàng đánh BOT khác là bà Ngô Thị Oanh Phương. Còn được biết đến với nickname Phương Ngô cũng thường xuyên bị công an sách nhiễu ngày 1 tháng 3, báo người Việt Loan đụng Vingroup, Facebooker Phương Ngô liên tục bị công an triệu tập. Theo đó, mạng xã hội lan truyền một hình chụp văn bản cho thấy bà Ngô Thiệt Oanh Phương bị Bộ Công an triệu tập lần thứ ba do đơn tố cáo của tập đoàn Vingroup. Báo Người Việt cho biết giấy triệu tập do Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh Ký yêu cầu bà Phương phải đến văn phòng phía nam của Bộ Công an tại quận Nhất, Sài Gòn vào ngày 4 tháng 3 để trả lời một số nội dung liên quan đến mối quan hệ với ông Trần Mai Sơn, theo đơn tố cáo của tập đoàn Vingroup. Và đây là hình ông Trần Mai Sơn, người đưa ra những đánh giá chi tiết về VinFast và tập đoàn Vingroup và bị công an truy bức đến mức phải đi tị nạn. Báo Người Việt cũng cho biết Trần Mai Sơn, tức Facebooker Sony Trần, 38 tuổi, ở Sài Gòn, hồi trung tuần tháng 12 năm 2023, đã bị Bộ Công an triệu tập và câu lưu hai lần vì loạt bài bình luận về hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Báo Người Việt dẫn trang Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết, cả hai lần triệu tập trước đây, bà Phương đều không đến. Do vậy, nhiều khả năng sau lần triệu tập lần thứ ba bất thành, Bộ Công an sẽ tiến hành thủ tục, truy tìm, như một vài trường hợp trước đây, cho dù không có bất kỳ quy định luật pháp nào cho phép cơ quan điều tra làm điều đó. Đề cập đến lý do triệu tập bà Phương, luật sư Mạnh bình luận, tập đoàn Vingroup là một trong số doanh nghiệp có thể sai khiến toàn bộ hệ thống truyền thông cách mạng gồm hơn 1.000 báo đài và dĩ nhiên bao gồm Bộ Công an của Bộ trưởng Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Huệ Như, nữ hoàng đánh BOT bẩn, kêu cứu SOS. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.